xin được giới thiệu với anh chị em một giờ học mỹ thuật của lớp 6A2. Đây một giờ học trang trí, các bạn chuẩn bị khá nhiều đồ dùng. Quan sát lớp học thấy có những bạn rất nhanh. Bạn thật sự năng khiếu, thật sự yêu bộ môn. Và có những bạn cũng còn đang băn khoăn là không biết mình làm như thế nào. Ở đây họa tiết của các bạn cũng đã được tạo dựng và ý tưởng thể hiện rõ. Những gương mặt của các bạn rất ngây thơ, trong sáng. Thực sự là các bạn rất háo hức với bộ môn mỹ thuật các bạn nhé. Đồ dùng để học vẽ cũng đã cải thiện rất nhiều so với những năm trước. Vâng, các bạn mà thấy video này hay có bổ ích thì các bạn sẽ ấn thích và đăng ký ấn cái chuông giúp mình nhé. Đây chỉ là những hình ảnh rất quen thuộc ở trong một cái giờ bộ môn mỹ thuật thôi.